Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề người đó nghĩ thế nào về cách thể hiện tình yêu của bạn. Trả bài của mình sẽ gồm hai câu hỏi. Một là cái người nữ họ nghĩ thế nào về cách yêu của người nam, và ngược lại người nam nghĩ thế nào về cách yêu của người nữ. Và để nếu mà trong trả bài có vấn đề thì mình sẽ đặt thêm câu hỏi là họ có muốn các bạn thay đổi điều gì hay không. Đó, thì đó là cách mà Huyền Thư thể hiện trả bài hôm nay. Trước mặt các bạn là hai tụ bài đại diện cho hai dòng năng lượng 1, 2. Các bạn chọn cho mình một tụ bài các bạn cảm thấy liên kết. Và bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Mình cũng sẽ xếp bài giống như là mọi hôm. Hai tụ bài đây là năng lượng nam này. Bên trái là người nữ nghĩ thế nào về cách yêu của người nam, và bên phải là người nam nghĩ thế nào về cách yêu của người nữ nhá. Rồi, trả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần, và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn. Rồi, đây là người bên tay phải là người nam nghĩ thế nào về cách yêu của người nữ. Rồi, các bạn nhớ là trả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn. Bây giờ mình đọc bài với câu hỏi là họ nghĩ thế nào về cách yêu của bạn ấy. Thì trước hết là người nữ nghĩ về người nam. Khi mình nhìn vào trả bài này thì mình nghĩ là nếu người nam nào mà nghe được ấy, ví dụ như bạn là người nam và bạn tình cờ bạn nghe được trả bài này, bạn thấy cái người yêu của bạn, đối phương của bạn nghĩ về bạn, thì có lẽ bạn sẽ cảm động vô cùng. Nếu như người nam nào nghe và là thấy đây là bạn thì các bạn comment cho Huyền Thư biết với nhá. Còn bây giờ mình đọc bài. Trong mắt của người nữ đối với người nam ấy, mình phải dùng một chữ thôi, đó là thương. Mà lý do vì sao họ lại thương, mình có cảm giác như là người nữ họ nhìn thấu được toàn bộ cái nội tâm suy nghĩ cũng như cuộc đời của người nam ấy. Họ hiểu quá khứ của người này là 10 kiếm. Có thể là một là cuộc đời của họ đã từng trải qua những vất vả nhọc nhằn, những cái mất mát, những đau khổ. Thậm chí là họ bị phản bội, ví dụ trong cuộc sống riêng. Ví dụ như họ đã từng bị người yêu, bị vợ cũ gì đó, bởi vì đây là người nam mà. Nhưng mà cái điều mà cái người nữ họ thương người nam á, đó chính là anh ấy luôn nhìn về tương lai. Có nghĩa là cái quá khứ nó ở phía sau, cứ kệ nó thôi. Nó giống như một cái người mà đầy vết thương nhưng mà không kệ nó vậy. Nghĩa là có những người mà khi họ đau chân hoặc là họ đau một bộ phận nào trong cơ thể ấy, là họ cả ngày họ chỉ nghĩ đến vết đau đó thôi. Lúc nào họ cũng nghĩ vết đau đấy, và họ có thể là họ sẽ làm khổ lây sang người khác. Ví dụ họ than thở, họ trách móc các thứ ấy, thì cái người nam này họ mặc kệ. Có nghĩa là vết đau thì kệ nó thôi. Có nghĩa là họ không quan tâm, hoặc là họ tự một mình họ chịu đau thôi. Họ không để nó ảnh hưởng đến người khác. Nghĩa là một cái người mà lúc nào cũng lặng lẽ để chịu đựng một mình, và họ tập trung vào tương lai, họ tập trung vào công việc. Cái người này họ, mình có cảm giác như họ bận đến mức họ cũng chả có thời gian để mà nhìn lại vết đau của mình nữa. Lúc nào họ cũng làm việc thôi. Họ nghĩ rất nhiều thứ. Và khi họ yêu cái người nữ này thì toàn bộ cái gọi là tình cảm của hai người, làm thế nào để xây dựng, làm thế nào để làm cho mối quan hệ tốt hơn, cũng trở thành một cái mối bận tâm của họ. Và họ cả ngày họ chỉ làm cái việc đó thôi. Họ quên luôn cả cái việc là mình có từng đau không và đau như thế nào. Và đây chính là cái điều mà lý do vì sao người nữ ấy, họ lại thương người nam đến như thế. Một năng lượng nữa, đó là lá bài chết tịt The World, The Magician, cho mình thấy một năng lượng là trong mắt của người nữ này thì người nam là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ nào, mình sẽ phân tích từng lá bài cho các bạn thấy. Chơi tịt là giống như là một cái vị tướng ấy. Có nghĩa là cái người nam này làm công việc gì thì mình không biết, nhưng mà giống như trong mắt của người nữ thì đó là một người rất là tuyệt vời. Các bạn biết không, có một cái câu mà ai cũng nghe, đó là gái ham tài, trai ham sắc. Tài ở đây là tài năng ấy, chứ không phải là tiền tài đâu nhá. Đấy, thì có lẽ cái điều mà cái người nữ này họ bị cuốn hút, thậm chí họ bị yêu hay là họ bị thương, nó đều nằm ở chơi tịt này. Giống như một người mà họ có thể cân tất cả mọi thứ ấy. Đó, ví dụ như là mình cũng cảm giác như ai gặp khó khăn, ai gặp vấn đề gì thì
họ đều là người giải quyết, họ đều là người đứng ra để cân bằng, họ đều là người đứng ra để sắp xếp. Và trong công việc thì tất cả những cái gì khó khăn nhất ấy, thừa thãi rồi khó nhọc người khác bỏ lại thì họ cân hết, nghĩa là họ luôn luôn là cái người không chỉ là người đầu tàu, không chỉ là người cân bằng, không chỉ là người chịu đứng mũi chịu sào, mà họ còn là cái người mà gánh tất cả những cái gì khó khăn nhất ấy. Đấy, thậm chí là The World nó đại biểu cho những cái việc mà giống như người khác không làm được, chịu rồi, mọi thứ bảo nó đó thôi, thì The Medicine, The World là cái sự dính mắc mình vừa mới nói ấy. Thì The Medicine họ sẽ là cái người giải quyết bằng một cách nào đấy, bằng nội lực của họ, năng lực của họ, tài năng của họ, các mối quan hệ của họ. Bởi vì The Medicine còn đại biểu cho một cái người là ngoài cái khả năng, cái nội lực ra, họ là cái người rất là giỏi ngoại giao, cái khả năng gọi là truyền đạt bằng ngôn ngữ, xử lý bằng, thể hiện bằng ngôn ngữ của họ rất là tốt. Có nghĩa là ba cái lá bài này đã cho cái người nữ này giống như họ tự hiểu được là vì sao họ thích cái người nam này. Dùng cái từ thích, thích là bởi vì sao, nó có lý do, còn yêu là không có lý do đâu các bạn. Đó, cái yêu giống như là một cái gì đấy nó trở thành gọi là cuộc sống của mình rồi ấy. Không hiểu được là vì sao mình yêu ấy, còn thích ở đây nghĩa là họ biết rõ ràng rằng tại sao họ lại thích người nam, họ lại thương cái người nam này. Thứ ba nữa là khi nào xua, còn nào xua và giấm môn, mình có cảm giác như là giữa cái năng lượng của ba lá bài này này, khi nào xua, cái nào xua và giấm môn ấy, nó đại biểu cho cái năng lượng là cuộc sống của người nam này. Mình có cảm giác không hiểu vì sao mình thấy nó liên quan rất nhiều đến nữ. Khi mình nhìn vào lá bài của khi nào xua thì mình có cảm giác như là khi nào xua có thể là bạn, có thể là chính bạn luôn, chính người nữ luôn. Thì trong mắt của người nam này thì khi nào xua nói cái gì cũng hay cả, có nghĩa là họ dành cho cái người người nữ này một cái sự ngưỡng mộ, một cái sự ngưỡng mộ, mà cái ngưỡng mộ nó đến từ cái việc là tự hào, chứ không phải ngưỡng mộ theo cái kiểu là mình cảm thấy mình rất là thấp bé, mình rất là thấp kém mà mình lại yêu được một cái cô gái giỏi như thế đâu, mà giống như họ tự hào về về cái người nữ này, giống như là có thể họ nói ra hoặc là họ không nói ra, mà họ thể hiện rằng anh cảm thấy rất là tự hào, hoặc là tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà tôi gặp được em chẳng hạn. Thì một là họ nói ra hoặc là họ không nói ra, nhưng cái cách mà họ thể hiện khiến cho người nữ cảm thấy mình rất là tôn trọng đấy. Khi nào xua là họ họ có nghĩa là cái năng lượng của khi nào xua này chính là cái cách mà người nam nghĩ về người nữ, đó là thứ nhất. Thứ hai đó là mỗi một lời mà người nữ nói ra hoặc là bất kể cái điều gì mà người nữ thể hiện thì đối với người nam đều như một cái mệnh lệnh, đối với họ họ đều muốn làm theo, họ đều muốn làm cho người nữ. Các bạn hiểu vấn đề không? Và điều đó làm cho cái người nữ này họ cảm thấy rất là cảm động. Năng lượng của cờ nam xua nó còn đại biểu cho cái việc làm giống như là anh cứ đứng đây, khi nào xua là việc của em là cứ ở đây thôi, em cứ làm cái việc gì đó em thích, em muốn đó. Còn cờ nam xua cái hình ảnh của cái người đi đường đang băng qua, giống như băng qua tất cả mọi cái chông gai của cuộc đời ấy. Hãy để anh lo. The Moon là tất cả những cái gì khó khăn nhất ấy, thì hãy để anh lo, còn em chỉ cần như thế này thôi. Có nghĩa là nếu mà đặt một cái câu hỏi là cái người nữ này họ nghĩ thế nào về cách yêu của người nam ấy, thì nó có ba ý chính. Một đó chính là họ biết, giống như là họ họ cảm động, họ thương cái cách mà người nam hy sinh sống chỉ nghĩ cho người khác. Thứ hai là họ tự hào, họ cảm thấy ngưỡng mộ, tự hào về những cái tài năng giỏi giang, cái đức hy sinh, gọi là cái tài, cái đức của người nam. Và thứ ba là họ cảm động về tình yêu của cái người nam này dành cho họ. Đó là cách yêu của nghĩa là người nữ nghĩ thế nào về cách yêu của người nam nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần là người nam nghĩ thế nào về cách yêu của người nữ. Đây là cách thể hiện tình yêu các bạn nhé. Rồi, ở đây mình nói thêm một chút về năng lượng người nam này, thì các bạn sẽ thấy là ba cái lá bài này nó sẽ không liên quan gì đến cái cách mà người nam yêu người nữ cả, đúng không? Nhưng mà tại sao người nữ họ vẫn nghĩ đến, thì các bạn sẽ thấy cái tầm của con người đó qua cách nghĩ của người nữ. Các bạn sẽ thấy cái tầm của người nữ, có nghĩa là họ bao họ nhìn cái người nam một cách sâu sắc, nghĩa là thể hiện cho một cái người rất thông minh trong cái việc đánh giá, nhận xét, giống như một cái người mà gọi là có thể gọi là tri kỷ, đúng đúng không? Ví dụ như một người đánh một bản đàn, vẽ một bức tranh đấy, nhưng mà có người thẩm được cái bức tranh nó của mình, thẩm được cái bản đàn nó của mình, thì giống như cái người nữ này họ hiểu, họ thưởng thức cái đẹp, cái hay hay, cái tốt của người nam vậy. Đó mới chính là cái mấu chốt của mối quan hệ này. Cho nên các bạn biết không, hôm nay mình viết một cái bài ở trên Facebook á, các bạn nào mà hay mà muốn đọc những cái bài viết của mình về tình yêu, các bạn có thể theo dõi Facebook cá nhân của mình. Mình có nói về tình yêu trong đấy, à, về một mối quan hệ hôn nhân tốt ấy. Trong đấy có một chi tiết đó là
học cách thưởng thức tình yêu và thưởng thức lẫn nhau ấy, thì cái năng lượng này chính là thưởng thức đây. Có nghĩa là họ nhìn được tất cả cái nội tâm của người nam. Và các bạn cứ tưởng tượng như là người ta ngắm một bông hoa ấy, có một người nhìn thì có những người nhìn thì chỉ thấy như thế thôi, nhưng mà có những người thì cảm thấy thưởng thức được cái vẻ đẹp đấy, biết được là nó đẹp ở đâu, ở màu sắc, ở cái chi tiết, rồi mùi hương vân vân, theo kiểu như thế. Họ thưởng thức được cái vẻ đẹp đó và họ thương được cái điều đó, giống như khi ta ngắm một cái bông hoa sen, ta thưởng thức được vẻ đẹp của nó, ta hiểu được nó đang sống ở dưới bùn, ta thương nó, ta thương cái phẩm chất của nó. Thì cũng giống hệt như người nữ đối với người nam, thì mình có thể dùng một cái từ là, nếu như mà cái người nam nào gặp được cái người nữ này này, thì bạn sẽ cảm thấy rằng bạn không phải chỉ gặp một người yêu mà bạn gặp một tri kỷ. Các bạn hiểu vấn đề không nhá? Rồi. Rồi bây giờ chúng ta xem về cái người nam nghĩ thế nào về cách yêu của người nữ. Mình có cảm giác như là cái người nam này tuổi tác bao nhiêu hay như thế nào thì mình không rõ. Nhưng mà giống như họ đối với người nữ như là một cái người anh lớn ấy, có thể dùng một cái từ như thế, một người anh lớn, một người bạn lớn. Để họ nhìn về phía một cái người nữ mà họ không có phán xét cái điều gì cả. Các bạn cứ tưởng tượng có những người mà họ họ nuôi một bông hoa, họ chăm một bông hoa, họ cũng không quan tâm đến cái việc là cái bông hoa đấy đẹp hay xấu, chỉ đơn giản nó là họ chăm thôi. Ở có nghĩa là họ mang nó về, họ trồng ở cái vườn đấy, và khi mà ta đã trồng ở cái vườn đấy thì cái bông hoa đấy xấu hay đẹp so với hoa của hàng xóm nó có đẹp bằng không, rồi nó có thu hoạch tốt hơn không hay nó như thế nào, họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến cái việc là khi mình đã mang cái bông hoa này về thì nhất định mình phải chăm nó thật tốt, chỉ đơn giản thế. Nghĩa là một cái người mà họ tốt đến mức là hầu như họ không có so sánh, họ không có băn khoăn so đo cái điều gì cả, chỉ đơn giản thích là thích, yêu là yêu đó, theo kiểu như thế. Nhưng mà không có nghĩa là họ không nhận biết người nữ đâu, họ rất tinh tế, họ đánh giá người nữ này. Mà nếu mà nhìn cả chín lá bài ấy, thì mình có cảm giác như là họ hiểu cái người nữ này tính hơi thất thường. Có nghĩa là có cả những cái điểm mạnh, có cả những cái điểm yếu, có cả những cái điểm tốt, có cả những điểm chưa tốt. Nhưng mà đối với họ thì nó chả có vấn đề. Các bạn hiểu vấn đề không? Đối với họ thì tốt hay không tốt nó cũng không thành vấn đề, miễn đó là người họ yêu đó. Và họ đã yêu rồi thì tốt hay xấu kệ thôi, không có quan tâm, chỉ yêu thôi. Đấy, kiểu như thế. Bây giờ mình phân tích này, năng lượng của 6 người. Trong mắt của họ thì họ khá là tự hào về người nữ này, giống như là cái sáu mệnh nó đại biểu cho sự thành công, sự vinh quang, sự tốt đẹp ấy. Tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất nó thuộc về người nữ rồi, đó là thứ nhất. Thứ hai, sáu mệnh để các bạn thấy nó trong một cái khung cảnh là tất cả những cái năng lượng này này, sáu mệnh nó đại biểu cho những cái thành công đấy, những cây mệnh rồi số 6 lá cờ các thứ ấy, nó đại biểu cái sự thành công. Mà cái sự thành công này không phải tự nhiên mà thấy, mà giống như nhờ cái ánh mặt trời soi sáng mới thấy tỏ ấy. Thì họ cảm giác như là người nữ ấy phải nghiên cứu thật nhiều đấy, phải giống như là phải càng côi, giống như một cái gì đó mà càng đi sâu vào, càng chạm vào thì mới thấy được cái vẻ đẹp của cô ấy, đó là thứ nhất. Thứ hai, chớt tịt, đây là một người mà làm việc gì cũng rất là công bằng, thẳng thắn, chính trực. Một cái gì đó nó khiến cho họ cảm thấy là họ thích cái tính cách đó. Thứ hai là giống như là một cái người mà làm việc gì cũng nghĩ đến cái nghĩ cho người khác ấy, không bao giờ vì bản thân mình mà ích kỷ, mà để cho người khác chịu thiệt. Thứ ba là giống như là trong suy nghĩ của họ là người nữ này rất giỏi, giỏi đến cái mức là hầu như là tất cả mọi thứ mà xảy đến với cô ấy hoặc là diễn ra trong cuộc đời của cô ấy thì cô ấy đều đều có thể làm chủ được, đặt mình ở thế cân bằng một cách rất là điềm tĩnh đó. Thứ tư là họ thấy cái người nữ này mặc dù là như thế, mình dùng cái từ là mặc dù là như thế, có nghĩa là cô ấy có thể cân tất cả mọi thứ, nhưng mà cái cách của cô ấy thể hiện ấy vẫn khiến cho cái người nam này muốn bảo vệ cô ấy. Có nghĩa là dù em có giỏi đến đâu thì tôi vẫn cảm thấy tôi muốn bảo vệ em. Có nghĩa là cô ấy tỏa ra một cái năng lượng là cô ấy giỏi thật đấy, nhưng mà cô lại không khiến cho người khác cảm thấy là ngại đến gần, mà ngược lại lại coi cô ấy như một bông hoa mà muốn bảo vệ, muốn chăm sóc. Đó là thứ nhất. Thứ hai là họ cảm thấy cái tính của cô này nó hơi thất thường. Nó hơi thất thường ở chỗ là The Hangman là có những lúc là cô giống như một cái người mà mình rất là khó diễn đạt cái chỗ này. The Hangman giống như là một cái gì đó nó rất là khó hiểu. Nghĩa là hôm nay cô đang vui vẻ thế này, cô đang tràn đầy năng lượng thế này, thì ngày mai cô lại rơi vào cái trạng thái là cảm giác mông lung, cảm giác mơ hồ. Và có một cái xu hướng là mỗi lần như thế thì cô thường có xu hướng là cô tập trung vào bản thân. Cô sau này họ sẽ làm quen với cái việc là người nữ lúc thì nhiệt tình, lúc thì vui vẻ,
lúc thì đòi sống một mình để sạc năng lượng ấy. Các bạn có bao giờ gặp những cảnh mà có những người thỉnh thoảng họ nói là hôm nay em sẽ thiền hoặc là em sẽ ở một mình thôi, anh đừng có tìm em, để cho em được ở một mình ấy. Cái năng lượng giờ hanh me là như thế, nghĩa là thỉnh thoảng cô sẽ rơi vào một cái khoảng là cô không muốn nói chuyện, không muốn giao tiếp với ai cả, muốn ở một mình thôi. Và giờ hanh me giống cô đi tìm một cái gì đó, nghiên cứu một cái gì đó, và lâu dần thì họ quen, họ chấp nhận luôn cả cái việc này. Xong rồi khi mà cô ấy buông xả được một cái năng lượng nào đấy để cô sạc được năng lượng ấy, cô tìm ra được một cái gì đó giống như thấu tỏ tâm mình, nhìn được tất cả mọi vấn đề, thì cô ấy lại khuyềm theo khắp, lại hồn nhiên, lại dễ thương giống như một đứa trẻ, đáng yêu như một đứa trẻ. Và có những lúc thì cô ấy lại ba cốc, giống như đứng giữa ngã ba đường, hoang mang, bối rối, cảm giác là mình không biết đi lối nào. Có những lúc hai kiếm là cảm thấy là giống như mình, cô ấy như một cái người mà cảm thấy mình bị mù đường ấy, giống như là cái tương lai thế nào, quá khứ tương lai ra sao cô ấy không nhận biết được ấy. Có nghĩa là họ hiểu cái tính cách của người nữ này, và họ họ hiểu một điều rằng mỗi khi mà cái người nữ này như thế ấy, thì chỉ cần họ đứng ở đây thôi, giống như là một cái người đàn ông giang tay ra và nói rằng anh ở đây, cứ khi nào mà em cảm thấy ổn ấy thì chỉ cần em mở cửa bước ra thôi, hoặc là em mở mắt ra thôi, thì em sẽ thấy anh ở đây rồi, anh không đi đâu cả. Khi mà mình đọc đến đây ấy, mình tự nhiên mình cảm thấy rất là cảm động. Cuộc đời của mỗi một người phụ nữ ấy các bạn, trước đây mình đã từng nói một điều rằng một người phụ nữ họ phải giỏi, thì có lẽ là họ chưa gặp được người thương họ, bởi vì họ không thương họ thì họ mới phải giỏi. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn mà gặp được một người đàn ông thương các bạn ấy, thì các bạn chỉ là một công chúa thôi, chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ thôi, các bạn không bao giờ lớn lên được cả. Nhưng khi các bạn gặp những người đàn ông bỏ mặc các bạn thì các bạn phải tự nỗ lực để lớn lên. Và mình đã từng nghĩ rằng là khi các bạn đã nỗ lực để lớn lên thì các bạn rất khó để gặp được một cái người thương bạn giống như thương một cô bé nhỏ, một cô gái bé nhỏ. Nhưng cuối cùng thì các bạn đã gặp được đây rồi. Thì ai là cái người gặp cái người như thế này, các bạn chịu khó comment ở phía dưới cho mình biết. Có nghĩa là một người họ rất hiểu các bạn, họ rất thương các bạn, và giống như nó vô điều kiện đến cái mức là cho dù em thế nào cũng được. Có nghĩa là em nghĩ sao cũng không quan trọng, chỉ cần anh vẫn cứ ở đây đó, chỉ cần em tin là anh ở đây và lúc nào anh cũng chờ em, giống như em mở cửa ra thì đã có anh ở đây rồi, em mở mắt ra thì có anh ở đây rồi, và cho dù có như thế nào thì cũng có anh ở đây rồi. Nghĩa là có một từ duy nhất thôi, đó là có anh ở đây rồi, các bạn hiểu không ạ? Đó, vậy thì thông qua trả bài này các bạn sẽ thấy được rằng thực ra chúng ta đặt cái trải bài là họ nghĩ thế nào về cách yêu của bạn. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng với một người yêu mình thì bạn như thế nào không có quan trọng. Bạn mặc cái gì, bạn béo hay bạn gầy, bạn ra sao đối với họ cũng không quan trọng. Nhưng không quan trọng thì không có nghĩa là bạn cứ để cho mình hoang dại tự nhiên. Bạn cũng phải đạt được một cái mốc nào đấy để cho họ yêu bạn rồi. Và khi họ yêu bạn rồi thì tất cả mọi thứ thuộc về bạn, nó đều tốt đẹp. Nhưng không có nghĩa rằng là bạn như thế và bạn cứ mặc kệ bản thân mình. Bạn càng phải nỗ lực tốt hơn để xứng đáng với tình yêu đó. Đây là một trải bài mà có lẽ sau 4 năm trải bài thì Huyền Thư mới thấy một trải bài tuyệt vời như thế. Vậy thì những ai chọn thuộc bài số 1, các bạn để ở dưới comment cho mình biết để mình kết nối với các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu trải bài riêng thì số Zalo mình đặt ở phần comment. Các bạn giúp Huyền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và nhớ chia sẻ câu chuyện của các bạn ở phía dưới để mình định hướng đến trải bài chung tiếp theo. Các bạn nhớ là chia sẻ phía dưới thôi, các bạn đừng nhắn tin riêng cho mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Bây giờ mình cũng chia làm hai tụ bài, một tụ bài cho nam, một tụ bài cho nữ. Đó là người đó, đây là nam này, người nữ nghĩ thế nào về cách người nam yêu. Các bạn nhớ là cả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp, nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn nhé. Một là mình sẽ phải làm quen với cái việc là anh ta suốt ngày anh ta đòi chia tay. Hai là trước sau gì đó cũng đổ vỡ thôi, bởi vì một cái mối quan hệ mà hơi một tí đòi chia tay thì chia tay mãi rồi cũng trở thành chia tay thật. Có nghĩa là họ hiểu cái điều đó, họ coi nó như là một cái quy luật tất yếu ấy, và dần dần họ buông, đúng không? Họ quay lưng lại với mối quan hệ này, mặc kệ nó đến đâu thì đến, và họ trở thành năng lượng của Queen of Wands đó. Queen of Wands, và giống như là các bạn có tưởng tượng một cô gái trở thành chín xu rồi trở thành nữ hoàng
nữ hoàng lửa ấy. Và khi mà cô ấy nhìn về cái mối quan hệ này, khi cô ấy nhìn là nữ hoàng lửa, nhìn về mối quan hệ này, cô chỉ thấy đầy những khó khăn thôi. Và tự nhiên giống như một người cảm thấy ngại, không muốn bước vào nữa. Và có những người thì đã chia tay rồi. Có những người thì chưa chia tay, nhưng mà tự nhiên trong lòng cái người nữ này cũng cảm thấy đây là một cái chỗ mà không nên bước vào nữa. Giống như các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn đất công xây một ngôi nhà, xong rồi có mỗi một thân một mình bạn cố gắng ấy, xong đến khi mà bạn cảm thấy rằng cái ngôi nhà này có lẽ chỉ là một mình ở thôi, anh ta không về nữa đâu, và bạn nghĩ là vậy thì thôi, bạn chuyển đến chỗ khác để tránh cái chỗ cô đơn. Có nghĩa là khi nhà có hai người mà chỉ còn có một mình ấy thì nó cô đơn ấy, bạn bỏ nó luôn, bạn không xây dựng nữa. Và thỉnh thoảng bạn đi qua, bạn nhìn vào cái ngôi nhà đấy, bạn thấy cỏ mọc hoang dại, cỏ mọc đầy, bạn ngậm ngùi bạn nhìn vào, và giống như là một cái tiếng thở dài, nghĩ về một cái thời mình đã từng có những cái khoảnh khắc rất là ấm áp, rất là bình yên ở trong ngôi nhà đó, nhưng bây giờ nó chả thuộc về ai. Có nghĩa là khi mình nhìn cái đề bài này thì mình đọc được một câu chuyện như thế. Còn các bạn có những người biết về tarot đấy, thì các bạn đọc như thế nào thì tùy mỗi người cảm nhận, nhưng với mình thì mình diễn đạt một câu chuyện như thế. Một cái mối quan hệ nó cứ từ từ nó buông lơi, nó không có cái gì gì, giống như là từ đầu thì còn đủ thứ chuyện xảy ra, nhưng mà sau đấy lâu dần ấy, nó trở thành một cái bức tường mà các bạn cứ tưởng tượng là nó cứ rã dần, nó rụng dần, nó trơ ra những gạch ấy. Sau đó thì ngay cả gạch cũng không còn giữ được nữa. Và các bạn nhìn về mối quan hệ đó, bây giờ mình thấy bạn cũng chả buồn, cũng chả vui, cũng không tiếc nuối. Nếu mà bảo không tiếc nuối thì không đúng. Nhưng mà nó giống như ngậm ngùi, nghĩ về một thời mà mình cũng đã từng có những kỷ niệm đẹp như thế, nhưng cuối cùng nó chả còn ý nghĩa gì cả. Thì đó là cái cách mà mình cảm nhận được cái người nữ nghĩ về người nam. Còn nó có phải là bạn hay không thì mình không biết, bởi vì đây là cách cảm của mình. Đó, thì các bạn cảm thế nào thì tùy các bạn có thể chia sẻ ở phía dưới suy nghĩ của các bạn nhé. Còn bây giờ mình làm trải bài là cái người nam này họ nghĩ thế nào về cách yêu của người nữ. Các bạn mà có thời gian, các bạn có thể nghe trả bài về trả bài số 1, các bạn sẽ thấy lý do vì sao người ta cái mối quan hệ đó nó lại hạnh phúc. Các bạn có một cái phép so sánh. Và nếu bạn nào chưa nghe cái trả bài Huyền Thương Tarot là bạn đến đây để hoàn thiện, hoàn thành và trải nghiệm cái điều gì, các bạn nghe thì các bạn sẽ hiểu được lý do vì sao các bạn gặp những người như thế này đó nhá. Rồi, tụ bài à, nếu mà hỏi người nam nghĩ thế nào về cách yêu của người nữ. Người này họ đề phòng người nữ. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như họ đề phòng, họ không để cho cách yêu phát triển ấy. Dùng từ chính xác là họ không để cho tình yêu phát triển, bởi vì họ thấy cái người nữ này mang năng lượng của giờ hai Paritin. Và các bạn biết giờ hai Paritin là bậc thầy tâm linh, có nghĩa là tất cả, nghĩa là cô ấy thông thái, thông tuệ đến mức là tất cả những cái gì nó diễn ra trong cuộc sống của cô ấy, rồi của mình, rồi thậm chí cái mối quan hệ của hai người như thế nào cô ấy biết hết đó. Và giống như họ 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 ngại, họ sợ. Các bạn có tưởng tượng được những người nữ, những người đàn ông họ lấy một người vợ mà hầu như là tất cả mọi thứ thuộc về mình, cô ấy đều biết mình nghĩ gì, mình làm sao, cô ấy biết cả ấy. Giờ ham lấy tịt là như thế. Cho nên cái người này tự nhiên ấy, giống như là họ không họ mất hứng, họ mất hứng trong tình yêu, phải dùng cái từ là mất hứng trong tình yêu. Các bạn sẽ thấy khác hoàn toàn với cái người ở tụ bài số 1. Cái người tụ bài số 1 là em thế nào cũng được, em tốt hay em không tốt, hay em chưa hoàn thiện hay chưa hoàn thiện, thì đối với anh nó cũng không có gì cả. Chỉ nghĩa là em giống như một bông hoa, em có thể đẹp hơn những bông hoa ở vườn khác hay không đẹp bằng thì anh cũng không quan tâm. Chỉ đơn giản là anh đã mang em về hoặc là anh đã yêu em thì mọi thứ thuộc về em, anh đều quan tâm hết, anh đều chăm lo hết, theo kiểu như thế. Thì cái người này họ nghĩ khá nhiều, họ quan sát quá nhiều, giống như một cái người mà quan sát quá nhiều thì luôn thấy những vấn đề. Thì họ thấy là cái tình yêu của hai người này là chưa hợp khớp ấy. Giống như các bạn cứ tưởng tượng như là người nữ thì ở phía sau nhìn, giống như là nhìn về một phía trước, nhìn về một phía, người nam lại nhìn về phía này. Hai người ở bên nhau nhưng thực ra lại không đồng điệu, mỗi người theo một hướng, giống như là họ cảm thấy sự lệch pha, họ cảm thấy sự theo kiểu nó thiếu đi cái sự đồng điệu. Họ họ có cảm giác như cái người nữ này thực sự không yêu mình. Mà có lẽ cái giờ hai predict ở đây ấy, giống như là họ cho rằng là cái người nữ này đến với họ là vì một lý do nào đấy, ví dụ như cô ấy hiểu về nhân duyên tiền kiếp chẳng hạn. Thì cô ấy ở bên cạnh mình chỉ vì đơn giản đó là giữa tôi và anh có cái nhân duyên, chúng ta đi cùng nhau đi. Ừ, giống như là anh ơi, chúng ta
có duyên nợ với nhau đấy, vậy thì chúng ta nắm tay nhau, ta đi để ta trả xong nợ, để kiếp sau ta không gặp nhau nữa nhé. Có nghĩa là mình đọc được cái năng lượng đấy, thì một là người nữ này đã nói ra cái điều này, hai là họ cảm nhận được điều đó, xong họ mới nghĩ là à, hóa ra cô ta yêu mình là vì cái duyên nợ nào đấy, chứ không phải là thật lòng cô ta yêu mình. Xong dần dần họ cứ giữ cái điều đó ở trong lòng, và bắt đầu họ mặc cảm rằng đây là người con gái, đây là người phụ nữ, họ không hề yêu mình như cách họ biểu hiện. Lại thêm với người nữ này, năng lượng của công chúa gậy, mà công chúa gậy thì khá là xinh đẹp, ngây thơ. Theo kiểu là công chúa gậy ở đây mà bảo ngây thơ thì không hẳn, nhưng mà ở cô tỏa ra một cái năng lượng gì đó nó rất là tươi trẻ. Mà họ thì có cảm giác như là, mình có cảm giác là lý do mà để cho họ biết là bạn không nhờ, họ nghĩ là người nữ không yêu họ mà họ vẫn tồn tại trong mối quan hệ này, đó là năng lượng này. Các bạn phải hiểu là pair one thì có thể là cái người nữ này khá là theo kiểu đáng yêu trong cái năng lượng của tình yêu the lover, có nghĩa là khi mà hai người ở bên nhau tương tác với nhau về về năng lượng tình yêu á, thì cái người nữ này cho họ một cái cảm giác rất là tươi trẻ, một cái gì đó rất là đáng yêu, rất là dễ thương, thì có thể đó là lý do mà họ vẫn tồn tại trong mối quan hệ với bạn, bởi vì họ thích bạn, họ say mê bạn trong cái năng lượng yêu này. Còn nếu mà xét ở cái chỗ là có tin tới hay không thì họ không muốn, nghĩa là người này ngay từ khi họ thấy bạn là giờ hai đấy thì họ đã không muốn tồn tại cái mối quan hệ này rồi. Nếu người nữ nghĩ rằng là người nam họ tính toán, họ so đo với mình, đó là cách nghĩ của người nữ. Còn sự thực là họ luôn cảm thấy người nữ này không yêu họ, không hết lòng với họ, mà chẳng qua chỉ vì một lý do nào đấy thôi. Cho nên là cô ấy không hết lòng với mình, thì có thể lúc cái sự đổ vỡ này nó xảy ra bất cứ lúc nào. Có nghĩa là giống như cô này, cô ấy nói rằng là chúng ta có duyên nợ với nhau ấy, hoặc vì một lý do nào đấy ấy, thì sau khi mà đủ đủ hết lý do thì cô ấy sẽ bỏ mình ngay tức khắc thôi. Thậm chí họ còn có cảm giác như này, các bạn nhìn thấy này, công chúa gậy này, công chúa su này, cả hai cái cô công chúa này đều đều hướng tới một cái gì đó. Ví dụ cô công chúa gậy này thì đang cầm một cái gậy và nhìn về tương lai, nhìn về phía trước đầy háo hức say mê. Cô công chúa su thì cả ngày mải miết nhìn những cái đồng xu, theo kiểu đang đi kiếm tìm đồng tiền gì đó, thì họ có cảm giác như là cái cô này trong mắt của cô ấy không hề có mình, trong tâm tư của cô ấy không hề có mình, có nghĩa là họ luôn thấy rằng cái người nữ này không hề yêu họ. Cô ấy yêu, cô nói là cô yêu mình, chẳng qua là cô này cô nói rất hay, có nghĩa là cái người này họ nghĩ như thế. Giờ hai bé tịt thường người thông minh lắm các bạn, thông minh giỏi bậc thầy thao túng tâm lý, chính là giờ hai predicted, thì giống như là họ nghi ngờ tất cả những cái lời mà người nữ nói, họ nghi ngờ tất cả những cái điều mà người nữ biểu hiện, họ đều quy trở thành nó chỉ là diễn thôi, là bởi vì thực ra cô ấy không yêu mình, cô ấy chỉ yêu mình vì một cái lý do nào đấy nó thuộc về tâm linh gì đó thôi, và chứ không phải nó là tình yêu thương thật sự. Mà họ thì họ muốn phải có một cái người bằng xương bằng thịt yêu họ trọn vẹn như thế này cơ, thì nếu như lúc đấy thì họ mới có thể quyết tâm họ vượt qua. Còn bây giờ mà họ vượt qua thế nào được với một cái người mà lúc nào cũng theo kiểu các bạn thấy đây, hai cô gái này mỗi một người theo đuổi một cái suy nghĩ riêng, và họ tập trung vào cái điều đó chứ không phải tập trung vào cái người nam này. Thậm chí là em hấp và em xuống, các bạn cứ tưởng tượng đây là chiếc cốc tình yêu thì đây là tâm trí, có nghĩa là cái cô này cũng tỉnh táo đến mức là có thể cái người nam này họ cho rằng là một người nữ mà yêu họ là phải yêu theo kiểu mê muội cơ. Đấy có nghĩa là ví dụ hai người mà chia tay thì phải đau khổ vô cùng rồi, phải bi thương, phải bi lụy, phải níu kéo các thứ á. Nhưng mà cái người nữ này ấy, họ có cái gốc cốc tình yêu thì họ cũng kè kè cái thanh kiếm và lý trí, có nghĩa là họ rất tỉnh táo trong tình yêu, họ yêu như thế nào, họ nói gì họ đều biết, và họ tỉnh táo đến mức mà các bạn cứ tưởng tượng thế này này, hôm nay họ ví dụ cái người nữ này họ nhìn một cái vấn đề, hai người cùng cùng ngắm chung một cái bức ảnh chẳng hạn, thì họ dành hết lời ca ngợi cái bức ảnh đó, xong rồi đến ngày mai họ sẽ chỉ cho cái người nam thấy là trong bức ảnh nó có vấn đề gì, và họ nói rằng đó là lý do vì sao em chia tay anh. Thì cái người nam này họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên là tại sao cô này có biết, ví dụ như các bạn cứ tưởng tượng như là khi mà ngắm một bức ảnh hoặc một vấn đề nào đấy, cô này cũng phát hiện ra một cái bí mật là cái người nam này phản bội mình hoặc là có một cái vấn đề nào đấy mà nói dối mình chẳng hạn. Nhưng mà tại cái thời điểm đấy thì cô vẫn rất là ngọt ngào, đúng không? Điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cho người nam hưởng thụ hết toàn bộ cái năng lượng vui vẻ. Có nghĩa là khi hai người mà ngắm bức ảnh rồi bàn luận các thứ ấy, nói chuyện các thứ ấy, thì người nam cảm thấy rằng rất là tuyệt vời. Đấy. Nhưng mà đùng một cái đến ngày mai thì cô ấy nói, cô chỉ từng cái một cho người nam thấy rằng là đây là những vấn đề và đã đủ lý do để em chia tay anh. Thì họ giống như họ ngã ngửa, họ không thể hiểu tại sao lại có một cái người mà
giống là họ sợ ấy, họ sợ là bởi vì họ không thể hiểu nổi được tại sao là có một cái người tài tình nghệ thuật đến mức mà cô ấy giấu nhẹm cái cảm xúc của cô ấy đi, không cho người ta biết, chỉ khi nào mà cô ấy thể hiện ra thì mình mới biết là cô ấy nghĩ như thế. Thì họ nghĩ hai điều: một là cô này cũng không yêu mình, hai là con người của cô ấy quá là theo kiểu giống như là họ không thể nắm bắt được ấy, họ không thể hiểu được cô ấy nghĩ gì. Và họ nghĩ một điều rằng dù cô ấy tốt đến bao nhiêu, đẹp đến bao nhiêu, nhưng trái tim của cô ấy không thuộc về mình, cô ấy không mình không thể hiểu được cô ấy, và cô ấy cũng không dành trọn vẹn cho mình. Vậy thì mình yêu để làm gì? Và họ có cái nỗi sợ, họ đề phòng. Nếu mà hỏi người này họ có yêu bạn không, có. Mình đọc, mình nhìn vào cái đoạn bài này, mình có một cái cảm giác ấy, họ cô đơn, họ đau khổ, nghĩa là họ đau khổ trong mối quan hệ với bạn ấy, bởi vì họ có cảm giác như là bạn không yêu họ. Cái tình yêu của bạn nó là, bảo là tính toán thì không phải, nhưng nó có lý do. Đấy, họ luôn cảm thấy rằng cái người nữ này yêu họ có lý do, chứ không phải là cô ấy yêu mình bằng một cái tâm hồn ngây thơ thuần khiết, mà tất cả đều có một cái vì một cái gì đó thì cô mới yêu mình. Họ khao khát một cái thứ tình yêu trọn vẹn như thế này, nhưng mà càng yêu người nữ thì họ càng cảm nhận thấy rằng mình không bao giờ có được cái năng lượng này từ người nữ, và nó sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Và họ đau khổ về cái điều đó, họ vừa đau khổ họ vừa cảm thấy tủi thân, giống như là tại sao mình lại bị cư xử như thế, mình có cái điểm nào không tốt chăng mà tại sao cô ấy lại cư xử với mình như vậy. Nhưng mà các bạn nhìn vào cái trải bài của người nam thì các bạn sẽ thấy tại sao người nữ lại đối xử với người nam như thế. Cho nên là các bạn, nếu mà ở đây có cả hai người nam và nữ nghe nhé, thì các bạn sẽ thấy được là nó là một cái sự trao đổi đấy. Người nam đối xử với người nữ là luôn luôn kiểm soát và đề phòng, thì làm cho người nữ sẽ đối lại với người nam, đó là họ sẽ ở trong một cái tình trạng, đó chính là lúc nào, bất kể lúc nào anh rời khỏi cuộc đời của tôi thì tôi cũng vẫn tự chủ cuộc sống của mình, mà tôi không không cần đến anh nữa. Bởi vì là một cái người hơi một tí để đòi chia tay và sẵn sàng theo kiểu vì cái này cái kia của mình mà bỏ mặc người yêu ấy, thì họ sẽ phải chuẩn bị cho mình những tư thế, những cái như gọi là chuẩn bị cho mình mọi thứ, để nếu một ngày nào đó mình chỉ còn có một mình thôi thì mình vẫn sống một cuộc đời có thể tự chủ được. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái cách mà hai người yêu nhau đã sản sinh ra hai con người như thế, nó hoàn toàn khác hẳn với mối quan hệ số 1. Mối quan hệ số 1 là cái người nữ thì rất hiểu và thương người nam, ngược lại cái người nam thì lại rất thương và bao dung độ lượng tuyệt đối cho người nữ, và vì thế họ giống như cái tình yêu của họ nó tạo ra một cái vòng tròn an toàn tuyệt đối đến mức mà họ không cần phải cố gắng nữa, họ cứ sống tự nhiên như thế thôi. Và các bạn có tưởng tượng như là vào đêm đông hay vào ngày mưa giá rét, họ cứ nằm trong vòng tay nhau và họ hưởng thụ cuộc sống, họ chả lo lắng cái gì cả. Thì với cái người tụ bài số 2, nó đầy nỗi lo, nó đầy vấn đề, nó đầy bất an, và từ cái vấn đề, từ cái bất an đấy khiến người ta nảy sinh tâm đề phòng và tâm tự chủ, và cuối cùng nó trở thành như thế này. Vậy thì cái mối quan hệ này nó đang diễn ra như thế này hoặc nó đã qua rồi, thì nó cũng là một bài học cần thiết cho các bạn trên cái hành trình tình yêu. Vậy thì các bạn sẽ học được cách, đó là lý do vì sao mà mình lại khiến cho cái người bên cạnh của mình trở nên như thế. Mình nghĩ đây không thuộc lỗi về ai cả đâu các bạn, thuộc lỗi về cả hai chứ không lỗi về ai cả. Còn khi nào các bạn vẫn cứ nghĩ rằng lỗi thuộc về đối phương thì có thể chúng ta chưa thực sự hiểu nhau, có nghĩa là bạn với đối phương nó không hề nói chuyện với nhau, hoặc là một bên nói một bên không nghe, một bên không muốn tiếp nhận. Vậy thì lỗi nó thuộc ở chỗ là người ta đã không muốn nghe, người ta không muốn tiếp nhận thì bạn yêu làm gì, đúng không? Đấy, còn cái người mà không nghe, không tiếp nhận thì dù yêu cái mối tình này chứ yêu mối tình sau, sau nữa thì nó cũng thế thôi. Nó tất cả nó chỉ là một bài học để cuối cùng chúng ta nhìn thấy được chúng ta đã như thế nào và chúng ta tạo ra cái gì từ chúng ta hôm nay. Các bạn hiểu không ạ? Nhá, rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu trả bài riêng, số Zalo mình đặt ở phần comment. Các bạn giúp Hiền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like, chia sẻ câu chuyện hành trình của các bạn ở phía dưới, mà nhớ là chia sẻ ở phía dưới thôi, không không nhắn tin riêng cho mình nhé, để mình định hướng trả bài chung tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.